Nhân kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đồng chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Hiệp hội Trái cây Việt Nam và các đối tác Trung Quốc tổ chức lễ hội trái cây Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề Trái cây Việt Nam – 4 mùa thơm ngon. Theo Bộ Công Thương, việc lần đầu tiên tổ chức lễ hội trái cây Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc sẽ là cơ hội để các nhà sản xuất, cung ứng của Việt Nam giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm trái cây tiêu biểu, cũng như tìm kiếm khách hàng, tăng cường hoạt động giao thương. Sự kiện này sẽ mở ra cơ sở, kinh nghiệm tổ chức các lễ hội chuyên ngành thường xuyên hơn, không chỉ ở Bắc Kinh mà còn ở các địa phương của Trung Quốc, nhằm kết nối, mở rộng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường này. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nhà nhập khẩu phân phối trái cây Trung Quốc, chương trình trải nghiệm sản phẩm, tọa đàm về tiềm năng xuất khẩu trái cây Việt Nam. Hiện Việt Nam có 14 mặt hàng nông sản được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, trong đó đa phần là các loại trái cây như thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải, chanh dây và sầu riêng. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng năm 2024, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm trên 65% thị phần với gần 3,1 tỷ đô la Mỹ.